mọi việc nó diễn ra theo một cách tự nhiên của nó. Nó cũng giống như là một cái bài học của thầy Yến mà thầy hay nói rằng là cái cây ổi thì nó cứ lớn và nó có những cái trái ổi nó đã được đơm hoa từ trước, thì cái trái ổi đó nó chín trước, và cái trái ổi nhỏ đó thì nó mới có đơm hoa. Do đó rằng là nó cần cái thời gian để nó trưởng thành cho bằng cái trái ổi kia. Nhưng mà cái chuyện đó nó vận hành rất là tự nhiên. Không bao giờ có một cái trái ổi già nó nói cái trái ổi non mày phát triển lẹ lên. À, bởi vì lúc này là cái lúc mày mới chín nè, mới nở, căng nở ra, mới là bóng nè, mới xanh nè, mới tươi nè, mới ngọt. Còn bây giờ mày chát lắm, không có cái ổi nào nó nói với cái trái ổi non như vậy hết á. Nhưng mà mình làm cha mẹ, mình giống như cái trái ổi già vậy đó. Mình lại kêu cái trái ổi non là mày phát triển lẹ lên đi. Và thậm chí đôi khi mình đánh mất luôn tuổi thơ của con mình. Hãy để cho nó tận hưởng cái lúc nó là cái trái ổi non. Hãy để cho nó tận hưởng cái lúc nó đang là cái hoa ổi. Thì mình không cho con mình cái cơ hội đó. Và mình thúc ép và mình đặt rất nhiều chuẩn mực. Mọi việc nó vận hành theo một cách rất tự nhiên của nó. Và mình đang đi ngược lại với cái tự nhiên. Và mình gọi đó là phát triển. Mình gọi đó là yêu thương. Mình gọi đó là bảo bọc. Đó, cho nên là khi mà Yến nhận diện ra điều đó thì bắt đầu mình dừng lại. Mình cho phép mình nhìn lại vào cái trái ổi của mình. Nó sâu ở chỗ nào, mình điều chỉnh nó hơn là mình đốc thúc con mình nó như mình ngày hôm nay.